Đấy các bạn ạ, hiện tại tôi đang có mặt tại nhà bà Sùng Thị Mỉ. Đấy thì có mái tóc rất là đặc biệt thế này. Tôi sẽ review cho bạn là đầy đủ mái tóc của bà như thế nào. Vâng, xin chào các bạn nhé. Hôm nay tôi sẽ đến Thuận Hòa, là một nơi rất là đẹp, có những danh lam thắng cảnh, những ngọn núi, những con suối và những con sông. Ở đây được có một thủy điện mệnh danh rất là đẹp. Và đặc biệt hơn nữa là ở đây có một người con gái tóc dài rất là dài, 20 năm, hơn 20 năm rồi, và bạn ấy không cắt cũng không gội. Đường dốc quá các bạn ạ. Ở trên này, cái bà điện cái gì? Đúng rồi. Ở trên này. Đi đường nào đấy? Đi đường nào đây ạ? Đi lên cái đường bê tông lên trên này á. À. À đi xe máy lên được đi ạ? Xe máy đi được mà. Vâng. Sùng trưởng thôn này à? Nhà Sùng đây. Đây á? À nhà Sùng đấy ạ. À đây là nhà Sùng anh trưởng thôn ạ. Ừ, trưởng thôn. Vâng. Đang con dâu đang ở đấy kìa. À chị ơi, em hỏi chút là cái chị đấy thì tức là ý là về đầu óc là không được người ấy à gì? Lúc đầu thì nó khỏe nhưng mà bây giờ nó có lúc cũng nhớ, có lúc lại không nhớ. À nhưng bây giờ ví dụ mình lên mình nói chuyện thì vẫn được chứ ạ? Vẫn được. À thôi mà phải nói tiếng mông, tiếng kinh không biết đâu. À thế thì tiếng mông, thế thì có khi rủ anh trưởng thôn đi nhỉ? Ừ. Tại vì là họ không biết tiếng kinh thì mình cũng khó nói. Ừ. Vâng. Vâng, thế để em lên em gặp anh trưởng thôn nhá. Vâng. Anh trưởng thôn. Vâng. Đấy các bạn ạ, bây giờ vào nhà chị ấy thì à chị bạn là chị ấy tên là gì chị ấy nhỉ? À, Sùng Thị Mỉ. Sùng Thị Mỉ ạ. Vâng. À bây giờ chúng tôi sẽ chuẩn bị lên vào nhà anh trưởng thôn trước, xong cái rủ anh trưởng thôn đi cùng. Sau đó lên nhà chị Sùng Thị Mỉ vì chị ấy không biết tiếng kinh. Xin chào gia đình. Xin chào nhá. Xin chào. Mình trưởng thôn ở đây à? À, em hôm nay định vào chỗ chị Sùng Thị Mỉ ấy. Chị năm nay bao tuổi rồi anh nhỉ? Sinh năm 61 à? Ai giờ sinh 61 thì nhiều tuổi rồi đấy. 61 thì là hơn 60. 62 tuổi cả tuổi mụ. Cả tuổi mụ nó 62 rồi. Chị ấy là không biết tiếng kinh, chỉ biết tiếng mông đúng không anh nhỉ? À. Em đang định bảo là đi qua chỗ anh thì rủ anh vào trong nhà chị chơi cùng để anh nói chuyện tiếng mông với chị một tí. Anh làm phiên dịch. Vâng, nhờ anh làm phiên dịch. Có nhiều khi tiếp xúc thì cũng nói mà. Bây giờ con dâu ở nhà thì mình có thể tí nữa. À con dâu thì bộ đang làm dưới này. Vâng. Thì có thể về sớm một chút xong rồi mình nói chuyện thì cũng sợ tí được muộn đấy. Chị Mỉ này có làm việc hàng ngày có bình thường, vẫn bình thường nha anh nhỉ? Vẫn đi làm được. Làm việc thì vẫn làm nhưng mà nó cũng kiểu là không biết tính thời gian như nào ấy. À, tức là sớm tối sáng tối hay cái gì đó chưa biết hay gọi về dư như nào là chịu. Có vẫn tối thì vẫn biết về nhưng mà mới đi làm không đúng thời gian. À. Giờ nào mấy tháng rồi. Không biết. Chưa vẫn đi làm. À. Nhưng tối thì biết nhưng mà 12 giờ trưa là không biết. Đấy kiểu dạng tâm thần. À con dây con à? Ôi. Ôi con dây con. Thích nhỉ? Thích nhỉ, sợ được nó. Này các bạn ạ, con dê này nó rất là hiền nhá. Đấy, sờ thoải mái. Ôi giời ơi, ăn rồi. Nó ăn cái gì?
Sỏi. Sờ quen thì đâm ra nó cho sờ. Hiện tại là tôi đang ở nhà anh trưởng thôn. Anh trưởng thôn tên là gì nhỉ? Sùng. Anh tên là Sùng ạ. À vâng. Hiện tại là tôi đang ở nhà anh trưởng thôn anh Sùng, thì đang nhờ anh Sùng lên chỗ nhà chị Mỹ để gặp chị ấy để nói chuyện về tiếng Mông mới được, chứ tôi thì lại không nói được. Thì lát nữa đây thì các bạn sẽ được gặp chị Mỹ xem là như thế nào các bạn nhé. Thì anh lên đi. À mình à? Rẽ phải anh. À rẽ trái lên đi. Nhà thứ hai đây này anh. À kia. Đường dốc lắm các bạn ạ. Chúng ta lên nhá. Ây à. Chúng cũng đã đến nơi. Xin chào nhá. Vâng. À. À đây con trai bên này. Vâng, hiện tại tôi đã đang đến nhà chỗ chị Mỉ, chị Mỉ nhỉ? Vâng. Vâng. Ôi chà, ngạc cửa chà. Ơ, đưa cửa chà vào. Chị là vừa đi làm nương về à? Vâng. À. Chị là với chị Mỉ là như nào? Mẹ, con dâu ấy. À, con dâu à? Vâng. Ở à, đây trên này nhà chị Mỉ trên này ạ? Vâng. Còn thế để em lên gặp chị tí chút nhá. Vâng. Vâng. Vâng, hiện tại tôi đã đến nhà chị Mỉ rồi. À, các bạn ạ, hiện tại tôi đã đến tại thôn Khâu Trà, xã Thuận Hòa và đã đến tại nhà chị Mỉ ở đây. Thì một ngôi nhà rất là nhỏ, cũng vừa để đi ra đi vào và làm việc hàng ngày bình thường, sinh sống hàng ngày. Và hiện tại là tôi sẽ vào để thăm chị xem là cuộc sống hàng ngày của chị ra sao, như thế nào. Các bạn hãy theo chân A Phủ TV nhá. Xin mời. Mời mời bác trưởng thôn vào. Em chào chị ạ. Anh em chào. Thứ dài em đã có thảo luôn này. Với chị Pâu lấy chị rồi. Bà nói bà bảo ý là chị Pâu là không biết tiếng Kinh. Vâng. Em mình ở đây là một mình à chị ơi? Cô chị nhìn thế à? Con hay là thế này. Nhớ tổ à? Nhớ tổ à? Đây là khu để nằm ngủ giường đấy ạ. Cái giường. Đấy, đây là cái giường. Và cả khóa. Và khóa rồi, và khóa cửa rồi. Không lấy được. Không mở được mà. Đây là có những vật dụng hàng ngày. Chị ơi, em được xem ở trên mạng của mình, trên mạng internet đấy ạ. Thì cũng đã được biết là cái mái tóc của mình ấy nó rất là đặc biệt. Thì em từ xa đến đây thì em rất muốn là xem cái mái tóc của mình. Xin chào tôi thì bỏ nó trò xả đó hô à tẩy danh bỏ nên tôi thảm có rất là tôi sâu đắp lỗ hồ này. Chị ơi, em biết là cái gia đình mình cũng khó khăn thì em giúp chị ủng hộ chị 200. Ấy chứ tôi đâu có nhớ mình gì cả. Vâng, em cho thôi ạ. Vâng, cảm ơn. Vào đến thăm bà là được thôi. Vì là nhà cũng nghèo khổ không có gì thì em cũng đỡ thêm một tí. Vâng. Em anh bảo bà bỏ ra cho căn đấy. Thóc xanh. Thóc xanh vàng. Mà chị ơi, chị bỏ mấy cái khăn nữa. Bỏ không sai con cháu. Tôi thấy
đây đây mái tóc, mái tóc này là đây là mình quấn lên nhiều lượt rồi đấy đúng không? Nếu mà đo ra chắc phải từ 2-3 mét luôn. Đây. À, đấy các bạn ạ, đo gang thì là tầm gần 1 gang, rộng ngang khoảng 1 gang. Đấy, dài thì dài thì đo là 1, 2, 3, 4, khoảng 4 gang các bạn ạ. Không phải 4 gang đâu, cái này là họ gấp lên đây này. Đấy là mình nói về đang nói về cái khoảng video mình đang quay như này thôi. Thế còn nếu mà rỡ ra thì nó sẽ nhiều. Cái này nếu mà ấy ra thì phải tầm mấy này phải 4-5 mét là ít. Cái này gấp lên gấp xuống mà em. Đấy, đúng rồi. Có thấy bà dở ra bao giờ? Bà cũng dở nhưng mà không, cái tóc này là tóc tự nhiên, nó tự nhiên. À không, biết là tự nhiên rồi, nhưng mà có nghĩa là nếu mà cái này dài ra thì nó phải 4-5 mét chứ đúng không? Đây là gấp lên gấp xuống mà đây này. Không phải gấp đâu, nó tự nhiên quấn từ đầu lên mà. Tức là cứ dối như vậy thôi. Cứ dối là không gấp. Có nghĩa là cái hiện tượng tóc này ấy, là không phải riêng bà có đâu mà ở trong trong Bình Dương thì cũng rất nhiều người như này. Có một ông cụ ở trong kia là dài được 8 mét, ông cứ quấn lên đầu này này. Bà trước cũng ngắn thôi, bà trước thì cũng ngắn quấn như một cục ở đây thôi. Cái này như kiểu theo như kiểu là đạo Phật ấy là bà nó như kiểu là hệ người trời ấy. Đấy, có nghĩa là người rất là có lộc đấy, chứ không phải đơn giản. Cho em hỏi chút nào, bà là bao nhiêu lâu rồi không cắt không gội nhỉ? Bà là gần 20 năm. Gần 20 năm. Vâng. À. Tô. Thế là năm nay là bà là 62 tuổi nhỉ? Vâng. 62 tuổi thì gần 20 năm thì sơ là tầm khoảng hơn 40 một tí thì là bà không hơn 40 là bà không cắt không gội nữa. Chắc bà chưa hiện rồi đâu. Sinh năm 61 thì hiện rồi. Thế còn chồng của bà? Chồng của bà mất rồi. Mất lâu rồi. Mất chồng mất từ năm 99 rồi. Thế là bây giờ bà ở một mình thôi, các con cháu thì ở bên cạnh đây thì gần đây thôi. Đây các bạn ạ. Nặng ấy nhỉ? Không biết cái cân tóc nó tự nhiên không có lớn. Có lúc hỏi bà là chắc không ngủ đó khó. Đây quay thử ở dưới nhá. Này. Đây là ở mặt đây mặt dưới này, mặt rất dưới vàng này. Óng luôn này. Rất là óng luôn này các bạn này. Đấy. Người có mùi thơm tự nhiên nhá. Đấy. Rất là óng luôn. Đấy, tới đây sẽ điện cho các bạn ơi, hiện tại bây giờ tôi sẽ nâng mái tóc của bà lên xem như nào nhé các bạn nhé. Cũng khá là nặng, ước chừng khoảng chắc khoảng 2-3 cân gì đó, chắc khoảng 2-3 cân. Có lúc bà đi làm về có cái hoa ấy dính vào nó. Tức là những cái hoa nó bám vào đúng không? Cái hoa nó bám vào ấy. Sau là chị còn đẩy theo và nói mẹ ơi, cái tóc mẹ dính cái gì ấy, xong là đẩy ra xem cái hoa dính. Rất là dài nhỉ. Anh thử bảo bà đứng lên là đấy, qua hông nói chung là rất là dài. Đấy. Đây tôi cao 1m7 đây các bạn, xem là nó cao tầm bao nhiêu các bạn cũng áng chừng. Chắc mái tóc cũng khoảng tầm gần 1m thì các bạn ạ. Hơn đấy, này phải tầm 1m3, 1m2, 1m2. Nói khoảng quấn thôi. Đấy. Đây là đấy, xin phép đấy bà, đấy bà cười rất là tươi đấy, giới thiệu cả nhà là bà sinh năm 61, bà Sùng Thị Mỹ nhỉ. Đấy, bà Sùng Thị Mỹ, ở thôn Khâu Trà, cái gì nhỉ, thôn Khâu Trà. Thôn Khâu Trà, xã Thuận Hòa. Đấy, đây là anh trưởng thôn. Các bạn nếu mà các bạn muốn lên thăm bà thì cứ điện cho anh Sùng trưởng thôn. Còn đồng chí này là đồng chí A Phủ, ngày xưa gọi là Huy Mặt Trời.
Khó cái là ấy nhà bà không không là tiếng phổ thông nói chuyện hay khó. Một tí vài mặt mày. Theo như tôi ngửi thì không thấy mùi gì lắm. Không thơm mà cũng không có mùi gì cả. Rất là bình thường. Nhưng mà bà thì có kêu ngứa đầu nghĩ được bao giờ? Ai, bà khác ở một mình. Có thấy cái kêu đau đầu ngứa đầu không? Không. Lúc gọi cho nó còn lâu nó lại mang cho các con gọi à, đó. Anh hỏi thử xem bà là thi thoảng có kêu đau đầu hay là ngứa đầu không? Có. Còn nó là nó từ sau khẩu to hổ đây này. Chỉ khổ á? Không ngứa. Không ngứa, không đau đầu. Còn mái tóc hầu nó chỉ mới không ngứa không đau à. Thế là lúc tắm tại vì thường cái mái tóc mà nặng ấy thì nó sẽ kéo là nó làm cho mình đau đầu ấy, nhưng mà bà lại không đau. Không phải đau lần nào. Tức là thế bà có bó tóc lên trên đầu bao giờ hay cứ để xõa này? Trước đây là nó bó để nó dài quá. Trước nó là nó ở từng cục ở trên, nhưng mà trên dần dần dài ra trước nó cứ quấn cục ở trên kiểu tóc Phật anh nhỉ, kiểu đấy. Rồi rồi, xong rồi cứ quấn cục. Cái trường hợp này là ở trong Nam là cũng có mấy người có một ông cụ khoảng hơn 80 tuổi là tóc cũng như này mà cũng dài lắm. Đấy, tôi sẽ quay từ dưới lên các bạn xem nhá. Đấy. Chụp nào. Rồi anh ơi, chưa quay mặt. Xin phép bà nha, quay tao. Rồi quay mặt đấy nha. Ok. Đây, mặt dưới. Mặt dưới nha. Ok. Đây các bạn ạ, tôi nhưng mà mái tóc của bà lên này. Các bạn thấy thế nào ạ? Bây giờ tôi xoay mặt trong này. Giữ tóc không bà đâu? Không. Đấy, các bạn có thấy độ bóng không ạ? Đấy, rất là đẹp. Một con rồng luôn. Đấy. Để hơi cái đuôi cái cong lên một tí là thành một con rồng. Đấy. Đỏ này. Bà ơi, bọn con chào bà, bọn con xin phép, bọn con đi về đấy ạ. Hẹn hôm khác, bọn con lại qua thăm. Trên không có là hạt sâu. Chào bà nhá. Bà có cái hạt cải ấy, xin bà mấy hạt về gieo được. Hạt cải á? Ừ. Đó. Vâng, chào bà nhá. Thôi xin có chỉ mua từ cái tư mẹ nà. Nó mua từ cái tư mẹ nà. Chỉ là nên nửa nhờ chứ nửa phải tự nhiên không. Chỉ câu cho lợi. Đây này, ở dưới vàng óng luôn này. Ôi này, ánh kim luôn nhé cả nhà nhé. Vào này, phát sáng lấp lánh luôn này. Nhìn trên này, phát sáng lấp lánh luôn này. Các bạn có thấy ánh kim chưa? Đấy. Tóc rất là đẹp luôn đấy. Đây các bạn thấy mái tóc nào ngoài trời nắng thì nó có ánh kim, các bạn thấy đẹp chưa? Đấy, rất là đẹp. Lấp lánh luôn này. Lấp lánh như kiểu là mạ vàng ấy. Mà mình bóp vào như này là khá là cứng các bạn ạ. Khá là cứng luôn. Tự nhiên nó cuốn. Đấy đúng rồi, chỗ này giống kiểu xương này. Nhờ, công nhận chỗ này giống kiểu cái xương sống này. Có đôi nó có cái đấy. Còn chỗ này thì cái này là cái gì nhỉ? Chỗ này là giống kiểu cái đuôi. Ở đây có một cái đuôi như kiểu đuôi thỏ nhá. Cái đuôi tóc này. Đấy, cuốn rất tự nhiên này. Cuối đuôi tóc như một cái ấy nhưng mà lại hơi màu đen. Tự nhiên. Đấy. Có nghĩa là bà lấy một cái dây và buộc vào đây đúng không? Đấy. Không phải đâu. Không phải à? Đây, tức là tự nhiên. Không buộc đâu, tự nhiên mà. Rồi. Tự nhiên thôi. Tự nhiên cứ cuốn. Trước nó cái này nó ngắn mà. Chỗ này nó hình tượng nó rất giống là cái xương sống nhá. Đấy, đến đoạn này thì rất giống cái đuôi nhá. Đấy, rất là hay. Cái này chắc này sau này cũng dày đấy. Ừ. Chị thấy ở trong mạng thôi, trên mạng là có nhưng mà cũng đấy. Có mấy người có nhưng mà không dày như này. Em biết đến là vì là hôm vừa rồi chị đi tiêm vaccine ở dưới trạm, thế chị trưởng trạm chị đưa lên Face.
Thế kiểu là hôm nọ đấy, anh cũng đưa ra đi làm nhà từ thiện ấy. Đấy, thế xong rồi. Đúng rồi, thế là mới biết được à có chương trình như thế thì mình đi vào thăm gia đình. Vâng. Đấy. Về nhá, xin chào nhá. Đường bé quá bạn ạ.